Hello, what's up? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Huy. Mang tên là Huy Yuki. Huy đã quay trở lại đây với một cái góc rất là quen thuộc. Thì các bạn đoán xem ngày hôm nay Huy sẽ có cái gì để khoe với lại tất cả các bạn nha. Thì vừa rồi Huy vừa có một cái chuyến đi Nhật về. Thì đi du học cũng mất tới 7 ngày. Lần đầu nghe nói có một người đi du học 7 ngày đúng không? Thì Huy đã vừa qua đó để Huy tham quan, khám phá, mua sắm ở bên Nhật Bản. Thì rất là hay, rất là thích thú. Để Huy cho các bạn xem là trong ba lô này của Huy nó có gì nha. Ta-da! Vâng, trên tay của Huy đây chính là cái đôi Air Force One mà Huy đã pick up ở ngay cái store Nike ở bên Nhật. Thì giống như trong cái clip đi Nhật của Huy á, các bạn đã xem thì Huy cũng đã show cho các bạn thấy cái đôi mà Huy đang mang trên chân ngay lúc đó. Thì ngày hôm nay á, Huy làm cái clip này là để review nói về cái đôi giày Air Force One Shibuya Vision mà Huy đang cầm trên tay đây. Vẫn thơm. Ok. Thì giống như cái clip giật đó thì Huy khoe với các bạn, mang tính chất là khoe, đúng nghĩa là khoe luôn á, chứ không có nói kỹ về cái đôi giày này. Cái đôi Air Force One này được mang tên là Shibuya Station. Thì có nghĩa là gì các bạn biết không? Thì cái tên Shibuya đó chính là một cái tên nằm ở thành phố Tokyo. Con đường ngã tư hay ngã sáu gì á, cứ mỗi lần mà đèn đỏ là người ùa ra như kiến vỡ tổ vậy á. Thì cái Shibuya này ở ngay cái chỗ đó cũng là được lấy làm quay bối cảnh phim Fast and Furious, cái tập mà Tokyo Drift á. Tăng 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 tăng. Thì cái bản Shibuya này á gồm hai màu nữa là màu cam và màu trắng nữa. Thì nói về cái đôi Air Force One á, thì cái đôi này là đôi thứ hai Huy đã có trong bộ sưu tầm. Thì như các bạn biết về cái độ nổi tiếng của Air Force One rồi đúng không? Những cái năm gần đây á, thì Air Force One liên tục cho ra mắt những cái sản phẩm mới, những cái bản colorway mới, những cái bản collab mới đình đám. Mà gần đây nhất đó chính là cái bản collab chung với G-Dragon á. Cái bản đó tên là Beast Demonis. Các bạn đã thấy được cái độ hot 100 độ của cái đôi Air Force One này là như thế nào rồi đúng không? Alo. Tại sao lại có tên là Shibuya Station? Thì cái đôi giày này á, Huy tự đoán ra luôn á. Thì cái đôi này nè, đây để Huy lấy ra cho các bạn dễ xem. Không lấy ra được thì ở trong giày của cái đôi Air Force One này nè là nó sẽ ghi là tất cả các đường tàu. Thì các bạn biết cái đường tàu ở bên Tokyo, ở bên Nhật nó rất là rối rắm. Các bạn tin không? Có nghĩa là nếu mà các bạn lên một cái hướng cửa sai là có nghĩa các bạn đã đi sai một đoạn đường luôn rồi. Thì cái đôi giày này hồi kỳ Huy mua định là sẽ không mang, thì Huy chịu không nổi, Huy phải lấy ra Huy mang. Thì nói chung Air Force thì cái form giày thì ai đã từng mang Air Force thì các bạn cũng đã biết được, đi rất là đầm chân. Thì cái form mà Air Force mang vào chân á, Huy nghĩ tất cả những cái đôi khác đôi nào cũng vậy mà thuộc dòng Air Force. Thời gian đầu khi các bạn mua về các bạn mang á thì nó sẽ có cảm giác giống như là hơi bị cứng, kiểu như bị cứng form á. Nhưng mà các bạn mang một thời gian sau thì nó sẽ giãn form ra và đúng với chân. Thì nói chung là cái đôi này rất là dễ phối đồ. Các bạn mang tất cả cái quần nào cũng được, có thể mặc quần lửng nè, quần dài nè, quần jean sáng nè, quần kaki nè. Nói chung tất cả các màu quần nào các bạn cũng có thể mang được. Thì theo Huy cảm nhận nha, cái này là đánh giá chủ quan của Huy nha. Huy cảm thấy nha, cái hình dạng, cái thiết kế của nó Huy cảm thấy là đẹp không thua kém gì cái đôi mà mới ra Air Force của G-Dragon. Với cái mức giá retail mà Huy nhớ là hồi tới 4 triệu mấy, 5 triệu lận cho cái đôi đó. Rồi giá, còn cái giá resale lại là các bạn không biết bao nhiêu. Cái đôi mà cái suit trắng á của G-Dragon như Huy nhớ là tới mười mấy triệu một đôi. Do cái đôi G-Dragon collab mới á, là các bạn đã biết cái độ hot của G-Dragon như thế nào rồi đúng không? Thì cái đôi G-Dragon được bán với ba bản suit là màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Huy là Huy tự tin Huy có một cái suit màu tím. Thì nói chung là chắc form Air Force One nào on fit lên chân thì nó cũng như nhau. Thì nãy giờ nói dòng nãy giờ không biết nó có đúng chủ đề trọng tâm không. Thì bây giờ Huy sẽ on fit một lần nữa cái đôi giày này vào chân Huy cho các bạn thấy nha.
Thì theo cái cảm nhận thì cái đôi giày này á rất là dễ mang, rất là dễ phối đồ. Cỡ nào các bạn cũng có thể outfit đôi giày mà nó sẽ ra một cái kiểu khác, kiểu đặc trưng khác của các bạn. Huy đã có một đôi Air Force One Shibuya. Còn các bạn có đôi gì? Chắc có cái đôi mà collab chung với G-Dragon. Ok, thì nói chung là clip tới đây là kết thúc rồi. Huy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới lần đầu tiên nhận được 100 đô, Huy cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đã coi clip giúp Huy nhận được 100 đô đầu tiên từ YouTube. Huy rất là cảm ơn các bạn.